trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mỗi sáng, hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia. The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648 mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Liên Sài Gòn TV trong chương trình bản tin tổng hợp. Và sau đây, Lê Thái xin trở lại phần tin Hoa Kỳ với những tin đáng chú ý sau đây. thuốc chủng cần thêm liều hỗ trợ để chống lại Omicron. Đại học tư Cornell đóng cửa vì Omicron. Hệ thống bệnh viện BN của Arizona bị quá tải. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, các cuộc nghiên cứu về sự hữu hiệu của thuốc chủng hiện nay cho thấy cả ba loại thuốc chủng đang được sử dụng tại Mỹ là Pfizer, Moderna và Johnson Johnson đều giảm bảo vệ đáng kể trước biến thể Omicron, đặc biệt là thuốc chủng của Johnson Johnson. Theo nghiên cứu, hầu như không còn sự bảo vệ cơ thể nào trước biến chủng Omicron. Cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học từ Bệnh viện Massachusetts, viết tắt là MGH, Đại học Harvard và MIT qua cuộc xét nghiệm máu của những người đã chích ngừa, khi đưa vào mẫu máu này loại siêu vi khuẩn Omicron, kết quả cho thấy chúng đã phá vỡ được bức tường đề kháng và thuốc chủng Johnson Johnson là yếu kém nhất. Tuy nhiên, máu của những người vừa được tiêm mũi thứ ba đối với thuốc của Pfizer và Moderna cho thấy tạo sự hữu hiệu tốt hơn nhiều. Hãng Johnson Johnson cũng đưa ra báo cáo riêng biệt và đề nghị nên chích mũi thứ nhì để chống lại Omicron. Hôm nay, phía châu Âu đã đồng ý cho chích liều thứ hai hay liều phụ trợ từ Johnson Johnson, đặc biệt chỉ trong vòng 2 tháng đối với những ai đã chích mũi đầu tiên. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford đầu tuần này cho biết, cả hai liều thuốc chủng Pfizer và AstraZeneca không tạo ra đủ kháng thể trung lập hóa chống lại Omicron, vì thế cần chích thêm liều thứ ba. Trường đại học danh tiếng thế giới Cornell University ở tiểu bang New York vừa ca báo cáo 903 trường hợp lây nhiễm COVID-19 trong số các sinh viên từ ngày 7 cho đến ngày 13 tháng 12 với phần lớn từ biến thể Omicron. Điểm gây quan ngại là đa số sinh viên bị nhiễm đều đã chích ngừa hai mũi. Một vài trường hợp nhiễm bệnh đã xảy ra đối với người đã chích ngừa mũi thứ ba. Với hậu quả lây nhiễm quá cao này, trường đã quyết định đóng cửa trường ở thành phố Ithaca, New York và cho phép 25.600 sinh viên học ở nhà. Phiên thi tổng kết cuối năm sẽ phải thi trên mạng, trong khi tất cả hoạt động của trường đều bị hủy bỏ. Trong thông báo gửi đến sinh viên ngày hôm nay, ban giám hiệu tuyên bố họ muốn giúp các sinh viên được xét nghiệm âm tính, có thể an toàn về nhà đoàn tụ với gia đình vào dịp cuối năm, đồng thời giới hạn khả năng lây nhiễm của biến thể Omicron. Đại học Cornell thuộc hệ thống trường tư nhưng ra quy định bắt buộc sinh viên phải chích ngừa đầy đủ khi đi học. Tuy nhiên, do sự lây lan mạnh của Omicron, giờ đây cả những sinh viên chích ngừa đầy đủ vẫn bị nhiễm COVID-19. Banner là tên của hệ thống bệnh viện thuộc hàng lớn nhất của tiểu bang Arizona. Ngày hôm nay tuyên bố hệ thống bệnh viện đang có nguy cơ phải chọn lựa bệnh nhân nếu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, vì số trường hợp lây nhiễm COVID-19 tăng cao. Trong cuộc họp báo đặc biệt, người lãnh đạo công ty là bà Besso đưa ra khuyến cáo, 10 trong số 18 bệnh viện của công ty đang hoạt động trên 100% công suất, tức tổng số giường bệnh trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU đã hết chỗ. Năm bệnh viện còn lại hiện đang hoạt động 100% công suất và không còn đủ nhân viên để chăm sóc cho bệnh nhân ICU nữa. Bà Besso cho biết, Tình trạng quá tải của bệnh viện hiện nay còn căng thẳng hơn thời gian đầu của đại dịch từ năm ngoái và khu vực chăm sóc đặc biệt ICU là nơi chiếm nhiều nguồn cung cấp dịch vụ của hệ thống bệnh viện nhất. Các bệnh viện hiện nay ở Arizona đã phải ngừng cung cấp các dịch vụ giải phẫu, không nhận thêm bệnh nhân trong trường hợp không nguy hiểm đến tính mạng để cân bằng số nhân viên y tế trong bệnh viện vì tình trạng COVID-19 tăng cao. Những ai muốn giải phẫu chữa bệnh đã phải chờ đợi cho đến khi bệnh viện giảm bớt tình trạng căng thẳng như hiện nay. cựu tổng thống donald trump vừa gặp một thất bại lớn khi một quan tòa liên bang ra phán quyết ông không thể giấu hồ sơ thuế trước cuộc điều tra của quốc hội hiện nay bộ ngân khố đang giữ trong tay hồ sơ thuế của tổng thống donald trump thế nhưng ông đã đệ đơn kiện dựa trên quyền được đặt miễn để không phải tiết lộ hồ sơ thuế trước quốc hội hoa kỳ hồ sơ này đã được quốc hội yêu cầu được xem trong cuộc điều tra nhắm vào hồ sơ tài chánh từ lúc ông còn làm tổng thống hai nước trước nhưng đến nay thì vẫn bị các đơn kiện ngăn trở. Trong phi xử, quan tòa liên bang vẫn cho phép ông Trump 14 ngày để chống và đưa hồ sơ lên tòa án kháng cáo. Kính thưa quý vị, một tòa phúc thẩm đầu tuần này đã bắt nỗ lực lần nữa của chính quyền tổng thống Joe Biden muốn chấm dứt chính sách thời cựu tổng thống Donald Trump, buộc hàng chục ngàn di dân phải chờ đợi bên phía biên giới của Mexico trong lúc hồ sơ xin tị nạn của họ được giải quyết. Theo chính sách có từ năm 2019, dưới thời của cựu tổng thống Donald Trump, những di dân muốn vào Mỹ tị nạn phải ở bên biên giới của Mexico và cho tới khi có ngày ra tòa tại Mỹ để được tòa di trú quyết định hồ sơ xin tị nạn. Ứng viên tổng thống Biden trong lúc tranh cử đã lên án chính sách này. Không lâu sau khi nhậm chức hồi tháng Giêng, tổng thống Joe Biden đã ra sắc lệnh dẹp bỏ chính sách được gọi là ở yên bên Mexico của ông Trump. Ngay lập tức, hai tiểu bang như là Texas và Missouri đã đệ đơn kiện một thẩm phán liên bang đã phán quyết ủng hộ đơn kiện này và yêu cầu chính quyền của Tổng thống Joe Biden phải tái thực hiện chính sách này. Trong nỗ lực tìm cách đi đường vòng với phán quyết của tòa liên bang, chính quyền của Tổng thống Joe Biden một lần nữa ban hành một bản ghi nhớ để chấm dứt chính sách vừa kể, nhưng tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ khu vực 5 hôm thứ Hai đã ra phán quyết, cho rằng bản ghi nhớ này không thuyết phục, vì thế là phải buộc gửi trả những người xin tị nạn đầu tiên trở lại bên kia biên giới của Mexico. Số di dân bị bắt khi vượt biên vào Mỹ từ biên giới giữa Mỹ với Mexico trong năm nay tăng kỷ lục. Nhiều người bị bắt tại biên giới đã nhanh chóng bị trục xuất mà không cho cơ hội tìm cách khác để xin tị nạn. Trong khi đó, thì tối ngày hôm qua, Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua mức nợ trần cần thiết để chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục được mượn thêm nợ nhằm giải, giải quyết ngân sách cho tài khoá mới năm 2022 và kéo dài đến năm 2023. Mức nợ trần được nâng lên hàng năm, nhưng theo hiến pháp vẫn cần được quốc hội với hai viện thông qua, và thường trở thành đề tài chính trị gây tranh luận liên tục. Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 50 trên 49, theo đúng sự cách biệt đảng phái, khi đảng Dân Chủ chỉ chiếm đa số với một số phiếu duy nhất so với đảng Cộng Hòa. Với mức nợ trần được Thượng viện thông qua, Bộ Ngân Khố hiện đang thiếu món nợ lên tới 31.000 tỷ Mỹ Kim, do ảnh hưởng từ việc cứu nguy kinh tế Hoa Kỳ do đại dịch COVID-19. Dự luật ngân sách đã được gửi xuống Hạ viện để bỏ phiếu thông qua và hôm nay đã được đưa lên Tổng thống Joe Biden để ký ban hành. Thưa quý khán thính giả, nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản vừa kết án nhà tranh đấu dân chủ Phạm Đoan Trang 9 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Sau đó kết án hai người Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm, các án tù giam tương tự các án tù này đã gặp sự lên án mạnh mẽ từ các quốc gia văn minh dân chủ và cho thấy Việt Nam cần thay đổi chính trị và cần dân chủ hơn lúc nào hết. Hoàng Trọng Thủy gửi đến quý khán thính giả bản phân tích sau đây. Tương tự như những phiên xử thành phần đối lập trước đây, số phận của bà Phạm Đoan Trang, ông Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm dường như đã được tin liệu trước. Đây là những nhà bất đồng chính kiến can đảm vì họ dám nói lên sự thật trước tình trạng độc tài toàn trị, bưng bít thông tin và chủ dập những tiếng nói khác với quan điểm chính trị của nhà cầm quyền. Nhà báo và cũng là người đăng bài trên mạng Phạm Đoan Trang năm nay 43 tuổi, từng viết sách về nhân quyền và chính trị được xuất bản trong nước và nước ngoài. Bà Trang đã từng làm việc tại hai tờ báo chính thống là Việt Nam Net và báo Pháp luật ở Sài Gòn sau đó bà trở thành nhà báo độc lập và đồng sáng lập báo luật khoa tạp chí sau khi ngày càng nhìn thấy sự thối nát trong gồm máy chính trị của nhà cầm quyền việt nam cộng sản thông qua các hoạt động báo chí và nhân quyền bà phạm đoan trang đã nhận được các giải thưởng của các tổ chức quốc tế thế nhưng càng hoạt động và nhận được sự quan tâm của nước ngoài bao nhiêu bà trang cũng nhận thức được tầm nguy hiểm cho cá nhân và hậu quả của sự tù đầy Bà bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2020, ngay sau khi kết thúc phiên đối thoại về nhân quyền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong khi đó, ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm hôm nay trong phiên xử sơ thẩm đều bị án 10 năm và 6 năm tù giam. Với tội danh bị gán là làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cả hai trong thời gian qua chỉ muốn tranh đấu cho quyền lợi về đất đai mà họ hoàn toàn được quyền được hưởng. Nhưng các quyền này đã bị nhà cầm quyền tước bỏ để bán đất trục lợi cho các nhóm đặc quyền Việt Nam Cộng sản khác. Vụ án của ông Phương và bà Tâm liên quan đến vụ tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội từ nhiều năm qua. Theo đó, nhà cầm quyền cho rằng cả hai đã kích động nhân dân chống đối chính quyền và đưa ra các bản án tù nặng để giang đe những bản án tù nặng này được đưa ra cho những người bất đồng chính kiến cho thấy việt nam tiếp tục đi lùi trong bước tiến của các quốc gia văn minh dân chủ một điểm ưu tiên rất cần thiết để phát triển hãy nhìn sang đài loan ngày nay để thấy được sự khác biệt rất lớn giữa hai guồng máy độc tài chuyên chế và văn minh dân chủ đài loan từ ngày tách biệt với đại lục đã phát triển liên tục và hiện trở thành quốc gia có nền kinh tế song song với một chế độ dân chủ thuộc hàng tốt nhất trên thế giới vì mối lo sợ trung quốc lấn áp và tiếp tục đòi thống nhất người trẻ đài loan đã tập hợp thành một khối và cùng nhau tranh đấu cho một đài loan độc lập đài loan hiện có số người trẻ tham gia vào các hoạt động dân chủ thuộc hàng mạnh nhất thế giới họ ủng hộ cho những nhân vật có đường lối dân chủ cởi mở xã hội đồng thời chống lại những nhân vật chính trị có khuyên hướng thân trung quốc muốn đài loan thống nhất với đại lục đài loan mở rộng các diễn đàn thảo luận về chính trị và khuyến khích người trẻ tham gia tương tự như ở hoa kỳ báo chí giới truyền thông hoàn toàn tự do loan tin về chính trị cho người dân tham gia vào các cuộc hội thảo chính trị nhất là vào thời điểm diễn ra các cuộc bầu cử quan trọng các nhóm trẻ mời các ứng viên lên diễn đàn chính trị để được chất vấn nhằm tìm hiểu thêm quan điểm cũng như hướng đi mà họ sẽ làm nếu được bầu vào các ghế. Nhờ hoạt động mạnh mẽ từ tự do ngôn luận đến báo chí và chính trị, Đài Loan đã ngăn cản được các hoạt động mờ ám trong chính phủ, cắt giảm tình trạng tham nhũng và lạm quyền từ chính quyền. Đây là những điểm hoàn toàn khác với Việt Nam ngày nay người trẻ Việt Nam vì tình trạng đàn áp bưng bít thông tin nhất là ngăn cản tham gia chính trị. Họ chỉ còn biết đi chơi, tham gia và có hoạt động giải trí hoặc làm ăn, không còn màn đến chuyện chính trị như các quốc gia văn minh khác. Sự thụt lùi về tư duy chính trị này chỉ đưa Việt Nam xa hơn nữa so với các quốc gia văn minh. Và họ, dù có cố gắng phát triển kinh tế cách mấy đi chăng nữa, vì nguồn lợi chính của đất nước chỉ nhằm phục vụ cho guồng máy đảng và các nhân vật chính trị chọc bu được hưởng quyền lợi lớn nhất Hoàng Trong Thủy tường trình cho đài Lực Sài Gòn TV Kết thúc quý vị bản tường trình đặc biệt của Hoàng Trọng Thủy vừa rồi đã kết thúc chương trình bản tin tổng hợp chiều của đài Lực Sài Gòn TV của chúng tôi ngày hôm nay một lần nữa Lê Thái xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ tư thật bình an và hạnh phúc hẹn gặp lại quý vị trong bản tin chiều ngày mai